Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, từ trước đến nay trong số các ủy viên Bộ Chính trị đã về hưu, một số người ra nước ngoài, đa số người còn lại thì trở về gia đình làm người tử tế và một số người tiếp tục làm chính trị, ví dụ như cựu hoàng Trương Tấn Sang. Trương Tấn Sang là người còn thọc bàn tay vào chính trường và gây ảnh hưởng tác động nhiều nhất hậu thuẫn ủng hộ Nguyễn Phú Trọng tái cử Tổng Bí Thư khi đã quá tuổi trước thêm Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với chiến công đó, ảnh hưởng của Tư Sang với Nguyễn Phú Trọng rất lớn. Đặc biệt, Tư Sang còn được người đời biết đến là một chính trị gia về hưu mới mạnh mồm. So với tiền nhiệm của mình là Nguyễn Minh Chiết, Tư Sang có tần suất hiện xuất hiện dày đặc sau khi đã về hưu và có nhiều phát ngôn gây thu hút dư luận. Điều này có thể thấy sức ảnh hưởng của Tư Sang vẫn còn rất sâu trong hệ thống chính trị này dù Tư Sang đã không còn giữ bất cứ một chức vụ gì. Nếu như không có sự ủng hộ của Tư Sang thì Nguyễn Phú Trọng khó mà trụ lại được cho đến ngày hôm nay và cũng Chính Tư Sang là người đã hạ bệ bà X Nguyễn Tân Dũng bằng tờ đơn tố cáo Nguyễn Tân Dũng gả con gái cho Việt Kiều Mỹ gốc Việt Nam Cộng hòa, huy động hết những tay chân của mình để phục vụ cho Nguyễn Phú Trọng trong vai trò hạ bệ bà X Nguyễn Tân Dũng. Nước cờ của Tư Sang tính toán khá cao tay, nếu như Nguyễn Tân Dũng trụ được thì Sang không có chút ảnh hưởng nào đến chính trị hiện tại cách tốt nhất là tìm mọi cách để đẩy ba x về làm người tử tế như thế tư sang mới còn có thể gây được ảnh hưởng quyền lực tới chính trường trong chế độ cộng sản toàn trị việt nam không như những nguyên thủ đã về hưu tư sang đi lại liên tục khắp mọi nơi để tố cáo để móc nối thấy đất hà tĩnh có chuyển vọng tư sang về hà tĩnh nhận cội nguồn xây dựng lực lượng nòng cốt ở đây thành những nhân tố trong trung ương đảng cộng sản việt nam có làm có hưởng, sự lăn lội của Tư Sang đã có thành quả kết cục Đại hội 12 có đến 16 ủy viên Trung ương Đảng người Hà Tĩnh. Khóa tới sẽ còn tăng thêm và thêm cả người trong bộ chính trị. Ảnh hưởng của Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội 13 nếu ông Trọng về vườn, chắc chắn ông Trọng không có chút quyền lực nào giống như Tư Sang hiện nay. Vụ biểu tình của công nhân Bình Dương và đặc biệt là ở Hà Tĩnh năm 2014 do chính Trương Tấn Sang giật dây chủ mưu nhằm đánh bật Nguyễn Tấn Dũng bà ích ra khỏi bộ chính trị. Khi ấy Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Trì Tôn, Nguyễn Tấn Dũng đã có những phát biểu mạnh miệng phản đối hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam do Trung Quốc gây ra và Tư Sang đã chơi đòn hiểm là tương kế tự kế lợi dụng việc công nhân Bình Dương và Hà Tĩnh biểu tình bạo động sau đó dùng bồi bút như ô huy đức quy tội cho bà X Nguyễn Tư Dũng đã có những lời kích động dẫn đến công nhân biểu tình quá khích. Khi vụ việc xảy ra, Tư Sang đã hối thúc Bộ Chính trị phải công khai xin lỗi những nhà đầu tư Trung Quốc và sớm bồi thường cho họ. Để mà nói về các cuộc chạy đua quyền lực giữa Tư Sang và bà X thì có vẻ như bà X đã nhiều lần bị Tư Sang chơi xỏ. Năm 2010, Tư Sang đã cung cấp thông tin trong vụ Vinasin để cho các đại biểu khác tấn công bà X Nguyễn Tân Dũng. Cuộc bầu cử quốc hội năm 2011, bà X Nguyễn Tân Dũng đưa đệ tử của mình là Nguyễn Sinh Hùng và Tổng Thị Phóng vào nắm ghế Chủ tịch và Phó Chủ tịch, thì Trương Tấn Sang đưa được 39 người với tư cách đại biểu cho nhiệm kỳ 2011-2016 Hồng, Kiềm Hùng và Phóng. Trong số đó phải kể đến Đặng Thị Hoàng Yến, sinh tại Hải Phòng, làm ăn sinh sống ở Sài Gòn nhưng lại là ứng cử tại Long An, quê của Từ Sang. Đặc cử Yến đã không phụ lòng trông đợi của Từ Sang sử dụng ngay diễn đàn quốc hội để công kích bà Ích Nguyễn Tân Dũng những đòn thật đau. Và được biết rằng bà này chính là bồ ruột của Từ Sang. Trước khi về hưu, Tư Sang cài cắm lại Trung ương 12 nhiều đệ tử cốt cán. Vì thế, trong những kẻ về hưu, Tư Sang là người có ảnh hưởng quyền lực nhất. Bởi vậy, người ta thường xuyên thấy Tư Sang xuất hiện, làm việc ở tỉnh này, thăm doanh nghiệp nọ và đi châu Âu, Lào. Khi đã về hưu, nhiều điều rất hiếm với các ủy viên bộ chính trị khác. Việc cài cắm lại nhiều đệ tử cũng giúp cho Tư Sang nắm trong tay tuyệt đối quyền lực mặc dù ẩn sau rèm nghị sự. Đây cũng là mục đích cuối cùng mà Tư Sang đã khổ công toàn tính. Nguyễn Phú Trọng cũng vì thế mà phải ít phần nệ. Một Thái Thượng Hoàng thực thụ mà tầm cỡ như Lê Đức Anh Đỗ Mười cũng không thể sánh được, đang dần dần lộ rõ. Liên tục bền bỉ để thực hiện âm mưu từng ấy năm bỏ ra từng ấy công sức Trương Tư Giang đạt được ảnh hưởng quyền lực để dần trở thành một thái thượng hoàng. Điều ấy hoàn toàn không có gì ngạc nhiên. Sắp tới đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam bên cạnh việc xây dựng phe cánh cho mình, Nguyễn Phú Trọng ắt hẳn còn phải để lại nhiều chức vụ cho các tay chân ông Trùm Tư Sang bởi nếu không bằng lòng kẻ thâm hiểm như Tư Sang đã từng giật dây biểu tình bạo động ở Hà Tĩnh, từng ra bộ dân chủ cải cách để cho vô khối nhân sĩ trí thức Việt Nam vào trong u mê mê mụ thậm chí là phải vào tù. Một kẻ như thế chắc chắn sẽ không dễ chịu ngồi yên nhìn kẻ mà mình đã tốn công giúp đỡ lại đá hết đệ tử của mình ra khỏi cuộc chơi quyền lực trong bộ chính trị. Thưa quý vị và các bạn, khi được bầu vào ghế trách nhiệm vụ Tổng Bí Thư lần thứ hai vào tháng riêng năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng không giấu được sự vui mừng với tuyên bố bất hủ rằng tôi không ngờ được Trung ương tín nhiệm gần 100%. Quả thật lúc đó ông Trọng không vui sao được khi mà phe của bà X Nguyễn Tất Dũng tìm mọi cách ăn thua đủ ngay trước thềm đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vì thế mà ngay sau khi kiểm soát được quyền lực trong vai trò Tổng Bí Thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã phát động chiến dịch đốt lò và mục đích đầu tiên là phải phanh phui được đường dây tham ô của bà Ích Nguyễn Tư Dũng và sắp xếp lại các phe nhóm nằm dưới sự kiểm soát của Nguyễn Phú Trọng hôm 25 tháng 7 vừa qua, trong cuộc họp thứ 18 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ông Trọng trong cương vị trưởng Ban Chỉ đạo đã đăng đàn hãnh diện tuyên bố chúng ta đã làm rất nhiều việc, đã kỷ luật nghiêm minh nhiều cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao, không loại trừ ai trong thời gian qua. Và ông Trọng nhấn mạnh thêm rằng tất cả các trường hợp bị xử lý đều tâm phục khẩu phục, ăn năn hối lỗi, xin lỗi đảng, nhà nước, nhân dân, xin lỗi Tổng Bí thư nói cách khác là tất cả các nhân vật bổng trọng đưa vào tù đều răm rắp ăn năn và hối lỗi tại sao ăn năn là sự thay đổi trong tư tưởng của con người biết mình làm sai biết hối lỗi hàm chứa và mong muốn sửa chữa sai lầm của mình để được tha thứ nhưng trong trường hợp gọi là ăn năn của các quan chức cộng sản việt nam bị truy tố ra tòa về các tội danh tham ô không phải họ đã hối lỗi hay biết xấu hổ vì hành vi ăn cắp chiếm đoạt của họ sự ăn năn theo nghĩa của ông Trọng xuất phát từ nhu cầu bản thân, muốn cầu xin một phán quyết nhẹ tội hơn. Nói cách khác, các quan chức ấy xin lỗi đảng, xin lỗi Tổng Bí Thư không phải bày tỏ sự thành khẩn nhận lỗi, mà chỉ mong ông Trọng giảm tội thế thôi. Người ta còn nhớ vào đầu năm 2018 trong vụ án cố ý làm trái và tham ô tài sản tại tổng công ty PVN và công ty PVC Đình là thằng trong phiên tòa cuối cùng trước khi tuyên án đã cúi đầu xin lỗi đảng, nhà nước và xin hội đồng xét xử cho về thăm cha đau nặng, ăn cái Tết cuối cùng cùng với gia đình. Còn Trịnh Xuân Thanh thì tha thiết hơn, cháu muốn gửi lời xin lỗi đến bác Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, rất mong bác tha thứ cho cháu. Thật là một vợ bi hài hiếm có, một lột tả được sự dối dối dạ và hèn hạ của đám cán bộ cộng sản gọi là cao cấp khi biết sắp vào lò thì tiếp tục khúm núm xin ân huệ nơi đảng đặc biệt là ông nguyễn phú trọng đó là bản chất của thể chế xin cho được dùng cho những kẻ có quyền thế đối với kẻ thấp kém hơn nhằm củng cố quyền lực của kẻ thống trị Chính vì thế mà xin cho là một nguyên tắc bất thành văn mà các phe phái trong những lợi ích khác nhau trong đảng dựa vào nhau để mà sống. Như vụ truy tố hay kỷ luật gần 300 cán bộ tham ô từ Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Bí thư các cấp mà ông Trọng khoe khoang trong cuộc họp đều nằm trong khuôn khổ này. Chẳng những thế, trong nhân dân, trong xã hội, đời thường lại càng phải tôn trọng quy định của cơ chế xin cho này để công việc được chót lọt và cán bộ có cơ hội kiếm tiền trả nước. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong kỳ họp thứ 18 nói trên, ông Trọng còn ra chỉ thị xét xử 9 vụ án trọng điểm từ nay đến năm 2020. Đó là những vụ án mà cuộc điều tra kéo dài nhiều năm nay được sới lên vào cuối nhiệm kỳ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, như hai vụ án vi phạm liên quan đến đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh Sabeco và dự án số 812 quận nhất hay dự án xây dựng nhà máy Ethanol Phú Thọ dự án cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi và vụ Tisco 2 cải tạo và mở rộng sản xuất công ty gang thép Thái Nguyên mà trách nhiệm có liên quan đến hai quan chức lớn đó là Vũ Huy Hoàng và Hoàng Trung Hải. Ông Trọng chống tham nhũng tuy có vẻ rầm rộ nhưng thử hỏi ngoài số năm tù kết quả việc thu hồi tài sản bị tham nhũng chiếm đoạt hay gọi là thất thoát được bao nhiêu. Các con số thống kê cho biết trong nửa đầu năm 2020, các cơ quan thi hành án đã thu hồi hơn 37.000 tỷ trên cả nước, còn các vụ án do ban chỉ đạo theo dõi và thu hồi được trên 11.700 tỷ. Những con số ấy thật quá khiêm nhượng khi so sánh với hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng bị quan chức tham nhũng thổi bay. Phải chăng đó là chống tham nhũng kỷ luật cán bộ nhưng vẫn nhân văn như lời của ông trọng tự khen trước các đồng chí của mình. Dư luận cho rằng đây chỉ là ván bài nhằm thu hút sự chú ý để người trong đảng và ngoài đảng thấy tổng bí thư rất quan tâm chống tham nhũng. Thế thôi. Còn chuyện biển Đông, chuyện phục hồi kinh tế hay chuyện chống dịch bệnh trở thành chuyện của ai đó mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 7 năm 2020, Tờ Nhân dân Cơ quan Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết VOA RFA vẫn tiếp tục chống phá Việt Nam. Đọc qua bài viết người ta thấy gì? Bài viết viết về hai cơ quan thông tin tại Hoa Kỳ, đó là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA và đài Á châu tự do RFA đã đưa ra thông tin bịa đặt, bình luận xuyên tạc can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ xúc phạm đáng nhà nước Việt Nam. Vào thời điểm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hoa Kỳ, 1995-2020. Nhiều chương trình hoạt động thiết thực đã được tổ chức trang trọng tại hai nước bài báo cho rằng hai cơ quan truyền thông này đã chống phá việt nam đất nước việt nam với hàng ngàn năm lịch sử được xây dựng bởi xương máu bao đời và khi khai dân lập quốc cho đến ngày nay lãnh thổ của đất nước này tổ quốc này kéo dài từ ải nam quan đến mũi cà mau tài sản của đất nước này không chỉ là tất cả tài nguyên khoáng sản mọi điều kiện thiên nhiên thời tiết mà cả con người cả nền văn hóa ngàn năm được xây đắp chất chiêu từ nhiều đời truyền lại cho con cháu một truyền thống văn hóa yêu nước, dựng nước và giữ nước. Đó là tài sản của tất cả những người đã hy sinh, đã sinh ra, xây dựng nên một đất nước này, đã hy sinh chiến đấu để giữ gìn nó cho con cháu họ ngày nay. Thưa quý vị và các bạn, Ngày nay, gần 100 triệu người dân Việt Nam kế thừa những thành quả mà cha ông họ đã bao đời xây đắp nên. Họ sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ những giá trị văn hóa đến lãnh thổ. Họ là những người chủ của đất nước. Việt Nam không là bất cứ một tên cha căng chú kiết nào tự xưng là cha già của dân tộc, không thể là bất cứ của một nhóm bè phái băng đảng nào tự nhảy lên đầu, lên cổ của nhân dân và tự xưng là lãnh đạo duy nhất, khoa học nhất, thông minh nhất, tài giỏi nhất, đạo đức nhất và đó là Việt Nam. Do vậy, nói đến Việt Nam là nói đến gần 100 triệu người dân còn sống và hàng trăm triệu người dân đã chết là nói đến sự tồn vong của dân tộc nói đến nền văn hóa yêu nước thương nòi được hôn đúc mấy ngàn năm qua để lại. Thế nhưng, như một bài viết bài báo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà tờ Nhân dân là điển hình, bài báo đã cố tình đánh lợn con đen để sự tự xưng Việt Nam là Đảng, Nhà nước. Sự đánh cháo khái niệm rằng Tổ quốc, đất nước, dân tộc Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam, để rồi lưu loa rằng chống lại đảng là chính là chống lại nhà nước. Một băng đảng đã tự thể hiện sự bại hoại, sự đều cáng, sự thối tha và bất lương phản phúc của mình trên thực tế trước bàn dân thiên hạ nghĩa là chống lại Việt Nam thì đó là sự thấu cấy mà không mấy ai không nhận ra. Thưa quý vị và các bạn, đó cũng là sự loạn ngôn, loạn sưng thường thấy trong hệ thống cộng sản nói theo ngôn ngữ dân gian nghĩa là những đứa cha căng, chú kiết cứ tự xưng mình là cha thiên hạ trong cái giai đoạn mà người dân thường nói là trời làm lụt lội, chó nhảy lên bàn thờ. Thưa quý vị và các bạn, với định nghĩa như trên, việc đưa đất nước Việt Nam phát triển bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc Việt Nam mà cha ông đã để lại, việc đem đến cho người dân Việt Nam những quyền được làm người được sống cuộc sống no đủ văn minh đúng phẩm chất của con người như cha ông họ đã chấp nhận hy sinh để họ được hưởng là nghĩa vụ của tất cả người dân Việt Nam những người đang chung tay góp sức để những điều đó được phát triển tốt đẹp đem lại sự bình yên ấm no cho người dân sự an toàn của đất nước sự bảo toàn của lãnh thổ của tổ quốc chính là những người đang xây dựng ra đất nước Việt Nam còn những kẻ đi ngược lại điều đó là những kẻ đang chống phá lại Việt Nam. Cần phải nói rằng tất cả những người dân lao động Việt Nam đang ngày đêm chất chiêu từng giọt mồ hôi nước mắt và kể cả máu lẫn túi nhục của bản thân không chỉ trên quê hương đất nước này mà còn những người đang ở bất cứ đâu trên thế giới vẫn hướng về Việt Nam để chăm chút vun đắp nó. Đều là những người đang yêu nước, đang xây dựng Việt Nam họ là những công dân trong các nhà máy lo chăm chỉ lao động ngày đêm chấp nhận đủ mọi thứ cực hình để điều kiện xã hội đời sống để chăm lo cho con cái họ được hạnh phúc hơn được học hành để có thể làm chủ đất nước sau này họ đã là những người yêu nước và đang xây dựng đất nước đó là chưa nói đến hàng ngàn hàng vạn thứ thuế phí cũng như bao nhiêu là tiền đen tiền đỏ họ phải chi ra trong xã hội để nuôi bộ máy đảng và nhà nước, tổ chức của đảng khổng lồ. Họ là những người đã phải lặn lội bỏ nước ra đi trên những chuyến đi đầy mạo hiểm để rồi chấp nhận cả sự rủi ro túi nhục nơi quê người. Kể cả là cái chết trong các container lạnh lẽo ở xứ Sương Mù với tâm tưởng muốn kiếm được những đồng tiền đổi bằng mồ hôi nước mắt và xương máu đem về xây dựng gia đình, xã hội về của Việt Nam sau khi họ đã kiếm được những đồng tiền chất chui đổ cả mồ hôi máu kể cả xương của mình ở xứ nặng lạ quê người đem tiền gửi về việt nam để xây nên những căn nhà được gọi là thay ra đổi thịt cho đất nước việt nam thì sau đó đảng đã nhận công về mình đó là do sự lãnh đạo tài tình của đảng mà đất nước đang thay ra đổi thịt họ là những người đang yêu nước và xây dựng đất nước hiện nay họ là những người đã vì cuộc sống người dân được tự do dân chủ hơn được mở miệng để nói lên sự thống thiết bi ai trong hoàn cảnh của mình mà chấp nhận tất cả để lên tiếng về những bất công xã hội về những điều mà người dân cần được hưởng được phục vụ về việc bảo vệ những giá trị của nền văn hóa việt nam trước ngoại bang xâm lược thế rồi họ chấp nhận bị thế lực hắc ám hãm hại trong quốc nhà tù hiện nay thưa quý vị và các bạn Họ là những người đang xây dựng và yêu mến đất nước Việt Nam. Họ là những người dù đã xa quê hương để lưu lạc khắp nơi trên thế giới vì bất cứ một lý do nào đó nhưng vẫn canh cánh bên lòng nỗi nhớ thương và yêu mến quê hương Việt Nam. Mong muốn quê hương này càng phồn thịnh và phát triển, người dân được sống trong tự do hạnh phúc và thấp thỏm trước họa ngoại bang xâm lấn lãnh thổ của Tổ quốc dù họ không còn có lợi ích bất cứ điều gì liên quan đến việc mất còn của đất nước việt nam họ là những người đang xây dựng và yêu mến quê hương việt nam vậy ai đang chống phá việt nam những kẻ đã đưa một thứ lý thuyết bang hoại tôn sùng vật chất lấy bạo lực làm đầu lấy dối trá làm phương tiện lấy cướp bóc làm hành động để hủy hoại nền văn hóa việt nam được xây dựng với bao đời tốt đẹp từ ngàn năm nay đó chính là những kẻ đang chống phá việt nam những kẻ đã dựa vào các thế lực nước ngoài để liên tục đem con dân mình làm mồi cho hòn tên mũi đạn làm những vật thí nghiệm cho một thứ tư tưởng gọi là quốc tế cộng sản tiến hành những cuộc chiến nồi ra nấu thịt tàn sát quê hương xóm làng phân rẽ vùng miền và đầy đọa người dân trong đói nghèo tụt hậu đó chính là những kẻ đang chống phá việt nam những kẻ đã bất chấp đời sống, cùng cực của người dân chỉ chăm lo cho quyền lợi của bản thân, của phe phái của mình và dựng lên một bộ máy kìm kẹp khổng lồ, đầy đọa người dân trong đầu đớn, tủi nhục và cùng cực, chỉ nhăm nhăm lo vét của dân đến những đồng cắt cuối cùng. Những kẻ đang cố tình dựng lên một bầy sâu, trương tấn sang, để ăn của dân không từ một thứ gì, Nguyễn Thị Doan. Đó chính là những kẻ đang chống phá Việt Nam những kẻ đang ngày đêm đốt tiền dân bằng mọi lý do, bằng mọi cách nhằm vinh danh những thây ma được tô vẽ, chỉ nhằm mục đích dựng lên một thứ bù nhìn nhằm lừa bịp người dân, qua đó xây dựng một đền đài lăng tẩm, tượng đài khắp nơi khắp chốn để tha hồ vơ vét những đồng cắt cuối cùng của người dân nghèo. Đó chính là những kẻ đang chống phá Việt Nam. Những kẻ lấy kẻ thù của đất nước, của dân tộc làm bạn vang, dâng lãnh thổ, lãnh hải cho giặc, làm môi để nhằm được chống lưng, được bệ đỡ mà giữ chắc cái ghế cai trị bòn rút xương của người dân Việt Nam. Đó chính là những kẻ chống phá là kẻ thù của Việt Nam. Những kẻ đang ngày đêm cố tình bằng mọi cách tước đi quyền lợi tối thiểu của người dân là quyền được làm người, được có những quyền cơ bản như tự do đi lại, tự do báo chí, tự do tư tưởng. Và để đạt được điều đó, đã bắt bỏ tù hãm hại đàn áp những tiếng nói có nói cho sự thật công lý ở Việt Nam đó là những kẻ chống phá Việt Nam sự thật đó không ai có thể chối cãi thực tế đó đang hàng ngày hàng giờ diễn ra trên mảnh đất đau thương quằn quại hình chữ S mà thực tế đó đã chứng minh một điều kẻ chống phá Việt Nam nhiều nhất làm cho đất nước điêu linh nhất làm cho xã hội băng hoại nhất suy đồi nhất làm cho lãnh thổ bị biến đi nhiều nhất chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trở lại với bài báo trên tờ báo Nhân dân, những điều tưởng như đơn giản trên đã phải giải thích khá dài bởi sự lấu cá lập lờ đánh lận con đen của tờ báo Cộng sản. Tờ báo đã dùng cái tư duy của chế độ độc tài để áp đặt cho một nền báo chí tự do với những lời lẽ bình luận khá nghề ngộ. Bài báo cho rằng các cơ quan truyền thông này chỉ đưa tin chiếu lệ về sự kiện 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam. Còn lại là những thông tin vu cáo Việt Nam không có sự tự do ngôn luận và chính quyền đàn áp bắt bớ người bất đồng chính kiến. Việt Nam có tự do ngôn luận ư? Cả ngàn tờ báo có chung một tổng biên tập và dưới sự với cái gậy của đảng thì đó là tự do ngôn luận ư? Cái gọi là ban tuyên giáo của đảng là cái gì vậy? Là biểu hiện của sự tự do tư tưởng và tự do ngôn luận đó sao? Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam không đàn áp bất đồng chính kiến ư. Hàng loạt các tờ báo, những Facebooker bị bắt giam, bị tống ngục và hành hạ đủ điều trong đời sống, trong xã hội là điều hiển nhiên ai cũng thấy. Đó là gì? Và bài báo kết luận, đó là việc làm hết sức khó hiểu cần phải lên án vì VOA RFA đã ngang nhiên đi ngược quan điểm cam kết của lãnh đạo chính quyền Hoa Kỳ trong quan hệ với Việt Nam. Nực cười hơn bài báo đặt vấn đề, vì thế bên cạnh việc đề nghị chính quyền cùng các cơ quan chức năng của Mỹ cần chính chỉnh hoạt động của VOA RFA sao cho phù hợp với các nguyên tắc quan điểm của nước Mỹ với Việt Nam. Đọc những lời này, người ta thấy ái ngại thay cho tư duy báo chí nô lệ của Việt Nam Xin thưa, ở ngoài biên giới Việt Nam, báo chí không nằm trong sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng. Do vậy, người dân được phát huy quyền tự do ngôn luận của mình mà chẳng hề phải đi xuôi chiều cùng với lãnh đạo của chính quyền. Bởi ngay cả chính quyền không vừa lòng dân cũng sẵn sàng bị hạ bệ chứ đâu như cái chính quyền đảng cử dân bầu, thổ tả Cộng sản Việt Nam. Có lẽ có rất nhiều điều cần bàn trong bài viết này đã đề cập đến. Tuy nhiên, đọc bài viết người ta thấy một điều cơ bản, đó là tư duy báo chí độc tài không hề thay đổi khi nhận định đánh giá phê phán báo chí nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, bởi chính những kẻ làm báo này chắc chắn cũng không hề thể hiểu nổi khái niệm về báo chí tự do. Bởi họ được trang bị cho một thứ tư duy, tư duy của những con cừu thưa quý vị và các bạn ai cũng thấy được đảng cộng sản việt nam là một đảng độc tài tất cả mọi thứ đều dưới sự cai trị của đảng lời ăn tiếng nói của người dân của đảng viên cũng được, được dưới sự cai trị và cho phép của đảng vì thế những tiếng nói đối lập đó là được ghép vô tội chống phá đảng và nhà nước Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.